Hơn 25 lần Ronaldo hạ sát thủ môn đội khách theo một cách khó tin. Theo tiết lộ mới nhất từ ứng viên chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, Joan Laporta, thì đội bóng xứ Catalina từng từ chối mua Cristiano Ronaldo dù họ được chào mời với giá rẻ hơn. Một trong số những người đại diện nói rằng họ có cầu thủ bán cho Manchester United với giá 19 triệu euro, nhưng với Barca thì giá chỉ là 17 triệu euro. Nhưng khi đó chúng tôi đã đầu tư vào Ronaldinho. Chúng tôi không hối hận về việc đó. Nhờ một quyết định của Barcelona mà thế giới bóng đá được chứng kiến cuộc đua vô tiền khoáng hậu giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai để đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Dù đã chính thức bước sang tuổi 36, thế nhưng Ronaldo vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến mình với phong độ ghi bàn cực kỳ ổn định trong màu áo Juventus. Từ Premier League, La Liga cho đến Serie A, CR7 luôn là nỗi khiếp sợ với mọi thủ môn với khả năng săn bàn hủy diệt của mình. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những màn hạ sát thủ thành đối phương vô cùng đẳng cấp của siêu sao người Bồ nhé. Có lẽ vì bị hủy diệt nhiều lần dưới đôi chân của Ronaldo, nên Juventus đã quyết định bỏ ra 105 triệu euro để đưa CR7 về với thành Turin. Còn nhớ ở vòng bảng Champions League 2013-2014, siêu sao người Bồ chính là người ghi cả hai bàn thắng vào lưới Juve. Với pha di chuyển thông minh sau đường chuyền của Di Maria, Ronaldo đã một mình thoát xuống dưới hàng phòng ngự của Juventus một cách dễ dàng. Sau đó, CR7 tiếp tục lừa bóng qua Buffon trước khi dứt điểm vào lưới trống. Không sở hữu những cú cứa lòng kỹ thuật như Messi, thế nhưng Ronaldo cũng không hề kém cạnh khi khả năng dứt điểm góc hẹp của anh là vô cùng chính xác. Sau đường chọc khe của Benzema, CR7 thực hiện một pha bứt tốc kinh hoàng và mở ra cơ hội tiến sát vòng cấm của Barcelona trước sự theo kèm sát sao của Pique. Sau vài nhịp đảo bóng, Ronaldo tung cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng qua hai chân của Pinto khiến thủ thành này không kịp trở tay. Ronaldo hiện nay đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại trong các trận đấu chính thức với 763 bàn thắng. Tất nhiên để sở hữu thành tích vĩ đại này, CR7 đã sở hữu khả năng dứt điểm vô cùng đẳng cấp ở trong những tình huống đối mặt với thủ môn. Trong pha bóng này, Ronaldo đã cực kỳ tinh quái khi di chuyển thông minh để thoát xuống dưới. Nhận thấy thủ môn dâng lên cao, siêu sao sinh năm 1985 ngay lập tức thực hiện một tình huống lốp bóng kỹ thuật để dễ dàng đưa bóng vào lưới Ajax. Trưởng thành và đạt quả bóng vàng đầu tiên trong màu áo Manchester United, thế nhưng mỗi khi gặp lại Ronaldo lại cực kỳ có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018-2019, CR7 thêm một lần nữa gieo sầu cho quỷ đỏ với một siêu phẩm vô cùng đẹp mắt sau pha phớt bóng dài của đồng đội. Siêu sao người Bồ ngay lập tức thực hiện một cú volley thần sầu làm tung nóc lưới của De Gea.
ngay sau khi còn là một ngôi sao trẻ và thi đấu ở vị trí chạy cánh, Cristiano Ronaldo đã cho thấy được tiềm năng trong những pha xử lý trên không của mình. Trong tình huống này, Bosco đã có một pha bấm bóng vừa đủ tầm với bật nhảy của CR7. Siêu sao sinh năm 1985 thực hiện cú đánh đầu đầy uy lực và hiểm hóc, khiến cho thủ môn của AS Roma chỉ biết bay người trong vô vọng. Không giống như đại kình địch Lionel Messi với cái chân trái ma thuật, CR7 lại cực kỳ lợi hại với những pha dứt điểm từ chân phải của mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Ronaldo chỉ biết dùng chân thuận để ghi bàn. Sau khi có pha ngoặt bóng vằn xương đối thủ, cựu ngôi sao của Real thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái. Bóng từ chân của Ronaldo tạo ra một đường cong hoàn mỹ và khiến thủ môn của Everton chôn chân trong khung thành. Trong hơn 750 bàn thắng ghi được xuyên suốt sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã không ít lần khiến khán giả phải trầm trồ với những pha ghi bàn bằng gót giày. Với CR7, kỹ năng cực khó này lại trở nên cực kỳ hữu dụng trong việc phá lưới đối phương. Sau pha đánh đầu của Ramos, siêu sao người Bồ trong tư thế xoay lưng về phía khung thành ngay lập tức thực hiện một pha giật gót tinh tế. Dù dứt điểm khi đang mất thăng bằng, nhưng pha xử lý này vẫn là quá khó đối với thủ môn đối phương. Kể từ khi ra mắt đội tuyển vào năm 2003, Ronaldo đến nay vẫn là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha và luôn là niềm hy vọng số 1 của Seleção châu Âu. Những bóng từ cột xa sau đường tạt bóng chính xác của Quaresma, CR7 thêm một lần nữa chứng tỏ được đẳng cấp trong từng pha xử lý của mình. Cú ngã bàn đèn của siêu sao sinh năm 1985 đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng vì nó quá đẹp và có thừa sự chính xác. Chuyển tới Serie A thi đấu khi đã ngoài 30 tuổi, thế nhưng từng bước chạy cùng với những pha xử lý của Ronaldo vẫn khiến mọi hàng phòng ngự ở Italia phải run sợ. Để mặc CR7 có khoảng trống và đi bóng ngoài vòng cấm, các cầu thủ Genoa ngay lập tức phải trả giá cho sai lầm của mình. Sau vài nhịp dẫn bóng, chân sút của Juve tung ra cú nã đại bác không thể cản phá, bóng đi căng như kẻ chỉ và găm thẳng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn đội bạn. Sau khi người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima giải nghệ, thì CR7 chính là người làm nên thương hiệu của mình với những pha đảo chân vô cùng kỹ thuật và điêu luyện. Đối mặt với hậu vệ của Sanker ở rìa vòng cấm, Cristiano Ronaldo chỉ cần vài nhịp đảo chân để loại bỏ sự truy cản của Matip. Siêu sao người Bồ kết thúc pha bóng bằng cú dứt điểm uy lực vào góc xa dù cho anh đã bị mất thăng bằng trước đó. Với những màn trình diễn như vậy, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có một cầu thủ có thể xô đổ được những kỷ lục ghi bàn mà CR7 đang nắm giữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!